Tiếp theo chúng ta sẽ giới thiệu về công cụ Text ở trong Illustrator. Thế thì về cơ bản thì Text trong Illustrator và Text ở trong Photoshop thì nó cũng tương thích với nhau khá nhiều. Có nghĩa là chúng ta cũng sẽ không phải quá vất vả để mà tiếp cận nó. Tuy nhiên là mỗi chương trình nó phục vụ một cái yêu cầu khác nhau, cho nên là cũng có một vài điểm mà Photoshop có, Illustrator không có hoặc ngược lại. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ trao đổi nhanh về những vấn đề liên quan đến text ở trong Illustrator. Thì cũng như bất cứ các chương trình cây đồ họa nó khác, các bạn cũng sẽ phải làm việc với lại hai thể loại text. Một thể loại text nó gọi là point text và một loại là paragraph. Point text thì nó là cái dạng mà chúng ta chỉ nhấp chuột một cái thế này, sau đó thì có cái dấu nháy. Các bạn cứ nhập nội dung vào và nếu như mà chúng ta không enter xuống dòng thì nó cứ giải mãi ra. Thì đấy chính là void text. Thế còn một dạng thứ hai là dạng nhấp chuột nhưng mà giữ và chúng ta vẽ ra một hộp và sau đó thì chúng ta sẽ gõ nội dung vào trong đó và cứ hết cái chiều ngang của hộp thì nó tự động ép xuống dòng, giống như chúng ta gõ text ở trong một cái trang Word ấy. Đấy, hết chiều ngang giới hạn của trang thì nó sẽ ép nội dung xuống dòng, thì đấy gọi là paragraph. Thì tất cả mọi các cái chương trình nó đều làm việc với hai loại text như thế này. Thế thì về cơ bản dù là làm việc với point text hay là làm việc với lại paragraph thì các bạn cũng sẽ thấy là nó đều hiện lên những cái hỗ trợ ở trên thanh option. Có nghĩa là chúng ta có thể chọn phông này, chọn kiểu bôn nghiêng vân vân, rồi size kích thước như thế nào, một số các cái gióng hàng cơ bản ví dụ như là align left right vân vân để gióng hàng trái phải giữa. Ngoài ra thì nó còn cho các bạn làm một vài các cái thao tác khác, ví dụ như là chúng ta chỉnh sửa sâu hơn thì chúng ta sẽ phải tìm vào trong cái menu type này, trong đó thì các bạn có thể là tìm một số các cái hỗ trợ, ví dụ như là các bạn có thể convert qua lại giữa hai loại text mà chúng ta vừa đề cập, có nghĩa là từ point text chúng ta có thể chuyển nó sang thành paragraph và ngược lại. Đấy. Nhưng mà lưu ý một cái vấn đề như thế này, đây ví dụ đây là cái paragraph. Thì chúng ta làm việc với nó, ví dụ bây giờ tôi tăng cái size ra cho nó lớn lên một tí thì các bạn cũng sẽ thấy là có vấn đề là khi mà một cái hộp chứa mà nó không đủ chỗ thì nó sẽ xuất hiện một cái dấu đỏ ở dưới đáy như thế này để nó thông báo rằng là cái hộp này không đủ chỗ để mà chứa cái khối lượng văn bản mà chúng ta mong muốn. Thế thì để mà xử lý vấn đề thì các bạn hoặc là các bạn thu nhỏ cái size ra lại để cho nó nhỏ hơn, nó nằm vừa được trong cái hộp này, hoặc là các bạn sẽ phải lấy cái khối text thừa các bạn đưa ra một hộp text khác. Thế để mà đưa cái khối text này ra một cái chỗ khác thì các bạn sẽ phải bấm vào cái điểm đỏ ở đáy của hộp và sau đó thì các bạn bấm ra phía ngoài thì nó sẽ vẽ ra một cái hộp mới và nó sẽ chuyển toàn bộ cái lượng text thừa từ trong cái hộp chính chuyển sang cái hộp mà mới phát sinh này. Và các bạn nhìn ở đây thì các bạn nhìn thấy có một cái đường chỉ nó nối từ hộp nọ sang hộp kia đấy, và cái này thì nó sẽ như là một cái bình thông nhau. Nếu như mà tôi tăng cái kích thước đấy, tôi tăng cái kích thước của cái hộp chính này lên bao nhiêu thì nó sẽ chứa thêm được chữ và do đó thì nó sẽ rút cái lượng chữ mà chúng ta vừa đổ ở cái hộp bên nọ và đưa vào hộp bên kia. Đây, tôi thu hộp này lại bao nhiêu thì nó sẽ đẩy cái text thiếu chỗ sang hộp mới. Còn lại nếu mà tôi giãn ra thì nó lại rút về. Đấy. Nếu mà tôi lại thu hộp chính là hết cỡ thì nó lại chạy hết sang sang hộp mới. Hoặc nếu như tôi xóa một trong hai hộp thì sao? Tôi xóa một trong hai hộp thì chữ có bị mất đi không? Không bị mất đi. Nó sẽ rút ngược trở về một trong những cái hộp đang còn tồn tại. Và tất nhiên nó lại cảnh báo chúng ta là cái tình trạng là bị thiếu chỗ. Thế thì cái việc mà
Phân biệt giữa hai cái loại tách này thì chắc là nó cũng tương đối đơn giản, bởi vì khi mà tôi co duỗi, tôi bấm chọn một cái hộp tách như thế này mà tôi co duỗi, thì các bạn sẽ thấy là cái mà tôi co duỗi là cái hộp chứa tách chứ không phải là cái diện tích cái tách. Thế còn nếu mà tôi bấm vào một cái dạng foil tách mà tôi co kéo như thế này thì các bạn nhìn thấy rất rõ là chúng ta đang làm thay đổi kích thước của cái tách chứ không phải là cái hộp chứa nữa. Đấy, tại vì cái foil tách này không có hộp chứa. Khi mà chúng ta co duỗi, chúng ta transform thì chúng ta transform chính cái đối tượng text đó. Thế thì ở đây chúng ta cần lưu ý là khi mà convert ra thì chúng ta làm như thế nào? Tôi muốn từ text thông thường, text void mà sang thành paragraph, hoặc là từ paragraph chuyển sang text void thì tôi sẽ vào cái menu type này. Quy tắc cuộc chơi vẫn thế, có nghĩa là làm cái gì, thuộc cái gì ở đâu thì chúng ta phải tìm cái lệnh liên quan ở đó. Cái này là text thì những cái lệnh mà liên quan đến nó chúng ta phải tìm trong menu type này. Và ví dụ như là đây convert to point đó, đấy bấm vào đây thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ chuyển thành ra dạng point. Còn nếu như mà chúng ta vào đây và chúng ta lại chuyển sang convert to a thì nó sẽ lại thành ra cái hộp hộp chứa. Thế nhưng mà lưu ý thử một điều như thế này, nếu như mà tôi thu nhỏ lại, tôi thu nhỏ cái hộp này lại và nó xuất hiện ra cái dấu đỏ để nó thông báo rằng là không đủ chỗ thì sao? Đấy. Nó sẽ ra một cái cảnh báo rằng là cái hộp chứa này hiện tại đang đang không thể hiện được đủ hết tất cả các cái stack, thì bây giờ có muốn xử lý hay không? Và nếu mà vẫn muốn xử lý thì trong trường hợp này các bạn thấy là những cái chữ mà bị giấu đi không đủ chỗ ấy, nó sẽ mất khi mà chúng ta convert từ cái dạng paragraph sang thành void text. Thì đấy là cái điều mà các bạn cần phải lưu ý một tí. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ quan sát và chúng ta tìm hiểu thêm một số thứ như thế này. Ví dụ tô màu thì sao? Tô màu thì đối với cái chữ nào, các bạn cũng rất dễ dàng tô một cái màu theo dạng solid. Các bạn chỉ việc là chọn chữ hoặc là chọn hộp chữ và các bạn bấm vào cái màu các bạn thích thì nó sẽ tô luôn màu đó cho các bạn. Không khó khăn gì trong việc tô màu solid. Thế các dạng khác thì sao? Ví dụ như tôi tô màu dạng những cái dạng pattern có tô được không? Tô được. Đấy. Nhưng mà đặc biệt các bạn không thể tô màu, các bạn không được phép tô màu màu chuyển, màu gradient. Đây tôi có thể rất dễ dàng tôi tô một cái màu theo kiểu tô chuyển như thế này cho một cái đối tượng. Nhưng mà khi tôi muốn tô màu thì các bạn thấy là nó sẽ chỉ cho tôi một cái màu như thế này thôi. Đấy. Nó không chuyển. Mặc dù nhìn ở đây thì chúng ta nhận ra là gì đây nhỉ? Nó nhận ra là đã được tô màu chuyển rồi, nhưng mà nó sẽ chỉ cho chúng ta một màu này thôi. Lý do không phải là không làm được, Illustrator không làm được, mà thực ra về mặt nguyên tắc đấy là cái điều mà chúng ta tránh. Vì khi mà một cái đoạn text mà chúng ta tô chuyển như thế thì nó sẽ rất là khó để đọc. Đấy. Trừ trường hợp là chúng ta dùng cái đó như là một cái tiêu đề chữ rất là to và cái số lượng chữ nó ít thôi thì chúng ta tô màu chuyển thì còn đỡ, tức là phục vụ một ý đồ về mặt thẩm mỹ. Chứ còn nếu mà chúng ta lại tô theo cái kiểu là tô vào những cái dòng chữ con mà chúng ta cần phải đọc ấy, thì cái việc tô chuyển vào đấy nó làm cho cái chữ của chúng ta rất khó đọc, cho nên Illustrator nó không có khuyến khích, nó không có cho chúng ta tô của đó. Tuy nhiên nếu như các bạn vẫn rất là muốn là tô chuyển thì chúng ta sẽ làm như thế này. Chúng ta sẽ chọn cái text đây, tôi làm một cái text mới nhé. Này, tôi có một cái tách như thế này. Và nếu như mà các bạn vẫn muốn là tô màu chuyển cho nó thì sẽ có hai cách. Đấy,
Cách thứ nhất là thông thường nhất là khi mà nó không cho chúng ta tô màu vào trong chữ thì chúng ta sẽ convert text ra thành hình vẽ. Thì các bạn chọn cho tôi cái text và sau đó thì các bạn vào cái lệnh grid outline. Khi vào lệnh grid outline thì cái đoạn text này được biến đổi ra thành hình vẽ mang cái dáng chữ thôi, nó không còn là text nữa, tại vì chúng ta không thể bôi đen, chúng ta không thể sửa chính tả được nữa rồi. Đấy. Và khi nó là hình vẽ rồi thì các bạn toàn quyền tô một cái màu nào các bạn thích. Ví dụ tôi tô một cái màu chuyền. Đó. Thì các bạn thấy là ở đây tôi tô được rồi. Nhưng các bạn sẽ nhận thấy một cái điều rất khó chịu là nó không giống như chúng ta nghĩ. Ví dụ như là một cái đối tượng vector bình thường thế này. Khi mà tôi tô một cái màu chuyển thì các bạn thấy là một cái dải màu chuyển nó sẽ kéo dài từ đầu nọ đến đầu kia như thế này. Đó. Tôi cũng muốn là cái chữ của tôi nó cũng chuyển dần giữa hai màu thế này thôi và chuyển dài cả một cái đoạn text. Nhưng mà Illustrator khi mà chúng ta convert text thành hình vẽ thì nó lại bẻ ra thành những cái đối tượng nhỏ như thế này, và do đó thì mỗi một cái chữ này thì nó lại được tô một lần cái màu chuyển như thế, cho nên trông nó rất là lổn nhổ. Thế thì để xử lý cái trường hợp như thế này thì các bạn có thể bẻ ra và các bạn tô màu, nhưng mà như các bạn nhìn thấy đấy, rõ ràng dải màu trên và dưới này nó cho hai cảm nhận cực kỳ khác nhau. Tôi không thích cái cách như thế này và do đó thì tôi muốn rằng là tôi sẽ có một cái phép tô mà nó liền mạch hơn. Thế để làm như thế thì tôi sẽ xử lý như sau. Tôi sẽ xử lý như sau. Đây. Cứ để giữ cái này lại để chúng ta so sánh, đúng không? Tôi tạo ra một cái dải màu như này và tôi đặt cái này lên trên. Và lúc này thì chúng ta sẽ dùng nó như là một cái mặt nạ. Đấy. Đây, các bạn quan sát. Tôi chọn cả cái text và chọn cả cái gì đây? Cả cái dải màu phía sau. Vào Object, vào Clipping Mask và Make. Đây, làm lại nha. Này, tôi sẽ đưa cái chữ lên phía trên. Đó. Sau đó dùng cái chữ này như là cái mặt nạ cho một dải màu ở phía dưới. Sau đó thì vào Object, vào Clipping Mask Match. Đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy rất là rõ là màu nó đưa vào. Và nếu mà so sánh giữa cái màu ở phía trên cái chữ này với lại cái dải màu phía dưới thì các bạn thấy rằng là cái dải chuyển màu này nó sẽ giải quyết giống như là cái hình mẫu bên dưới. Đó. Nó không bị đứt thành nhiều cái đoạn nhỏ. Cái cách như thế này thì nó có được hai ưu điểm. Một là cái dải màu nó liên tục, nó không bị ngắt nhỏ ra theo từng con chữ. Trường hợp thứ hai là gì? Text của tôi vẫn là text. Đấy. Chứ cái trường hợp trước đấy mà chúng ta làm ấy, chúng ta nói rằng là convert outline ấy, thì nó không là chữ nữa. Do đó nếu như mà phát hiện ra sai sót về mặt chính tả hay là người ta muốn thay thế nội dung thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải làm lại từ đầu. Nhưng các bạn để ý thế này, cái chữ này của tôi vẫn là chữ này, tôi vẫn hoàn toàn bôi đen được và tôi có thể là chỉnh lý nó, ví dụ chuyển ra một cái nội dung khác hoặc là thay thế không khác hoặc là thay thế sai vân vân, tôi hoàn toàn vẫn có thể chỉnh cái mặt nạ này như là một cái text. Thì đây là một cái cách để mà các bạn có thể là tô màu chuyển vào trong một cái khối text. Và tất nhiên cái này như tôi đã nói nó là các bạn nên làm việc theo cái cung cách, nó là một cái tiêu đề thôi nhé, nó là cái tiêu đề của cái một cái đoạn văn bản ở đó, một cái text rất là to ở trong cái thiết kế, chứ chớ mà đưa những cái màu chuyển này vào trong một cái văn bản khối mà chi chít rất là nhiều chữ thì không nên giải quyết cái kiểu đó. Tiếp nữa thì cũng cần phải lưu ý thêm mấy điều như thế này. Cái text này thì ở trong
ở trong Adobe thì nó có một cái điểm nó tương đối là đặc biệt. Đấy là các bạn bấm chuột một cái như thế này. Các bạn có nhập chữ vào hay không thì còn tùy. Đấy. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng là bấm vào đây mà chúng ta không nhập text thì là thoát ra là không có gì. Nó luôn luôn sẽ tạo ra một cái hộp như thế này. Bạn đánh chữ thì nó sẽ nhập chữ vào đấy. Còn nếu bạn không đánh chữ mà bạn thoát ra thì nó cũng sẽ mở ra một cái hộp có chứa một cái dấu cách như thế này. Đấy. Bấm ra ngoài không thấy gì nữa. Chúng ta cứ nghĩ rằng là không còn text nhưng mà thực ra là có. Bao giờ nó cũng sẽ có những cái hộp chứa như thế này. Thế thì các bạn lưu ý là khi mà các bạn làm việc với text ở trong Illustrator làm xong thì tốt nhất là nên kiểm tra lại một vòng xem có tồn chứa những cái hộp text rỗng như thế này hay không. Đấy. Bởi vì nó là rác, nó sẽ làm cho cái bản thiết kế của chúng ta nó có thể phát sinh ra lỗi. Một tí nữa tôi sẽ nói thêm mấy vấn đề và tôi sẽ chỉ cho các bạn cái cách để mà chúng ta giải quyết những cái tách này, những cái tách rỗng như thế này. Bây giờ chúng ta quay lại vài vấn đề tương đối quen thuộc. Ví dụ như là tôi có thể là làm biến dạng các cái tách này được không? Đây. Chúng ta đã có một số các cái công cụ để làm biến dạng đối tượng đúng không? Chúng ta đã học ở đấy với nhau rồi. Ví dụ như là cái nhóm đây, một số các lệnh này, wrap này, trim này, vân vân. Thì bây giờ tôi bấm vào đây, tôi có thể biến dạng cái text được không? Thì về mặt nguyên tắc là không được. Chúng ta không thể làm biến dạng một cái text khi nó vẫn là text. Đấy. Thì muốn làm được thì các bạn cũng vẫn phải làm giống như vừa nãy, đó là các bạn vào menu type và vào print outline, biến nó thành hình vẽ rồi thì lúc đấy các bạn mới có quyền làm sao đây, làm biến dạng cái text đó. Lúc này chỉ là hình text thôi chứ không phải là text nữa. Do đó thì các bạn lưu ý là hầu hết các cái công cụ để mà làm biến dạng đối tượng đấy, tất cả các công cụ làm biến dạng đối tượng không không trực tiếp làm việc trên text được, tại vì nó có những cái thông số riêng của text. Cho nên là một khi nó là text rồi thì các bạn không thể nào làm thao tác trực tiếp ở trên cái dòng text đấy mà cần phải biến đổi nó thành ra dạng giống text thôi. Đấy, hình vẽ thôi. Thế còn những cái lệnh mà hôm trước chúng ta thấy là có lệnh gì nhỉ? Envelope distort có làm được không? Envelope distort thì được. Đấy, biến dạng text bằng lệnh thì các bạn biến được nhưng bằng công cụ thì là các bạn không được phép làm nhé. Đấy. Và sau khi làm xong chúng ta có dỡ nó ra, nó có trả lại về bình thường được không? Có. Đây, release thì chúng ta lại dỡ ra mặt nạ cái khuôn biến dạng ra thì nó lại trả về đây. Ví dụ những cái ở trong effect này chẳng hạn, đấy, distort có được không? Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là cũng được. Đấy, chúng ta cũng có thể là sử dụng những cái effect này để chúng ta làm tạo ra những cái chữ mà tương đối là đặc biệt. Không nhất thiết là các bạn phải tìm kiếm một cái phông nào đó thật đặc biệt đâu. Với những cái text như thế này, các bạn chỉ cần là chọn một cái hiệu ứng biến đổi phù hợp là các bạn sẽ có những cái chữ trông nó tương đối là dị, trông tương đối là lạ mắt rồi. Đấy, tất nhiên là có được phông tốt, có được phông đặc biệt nào đó thì càng tốt. Còn nếu không muốn gây chú ý thì các bạn vẫn có thể là sử dụng các cái lệnh như thế này. Tiếp nữa thì chúng ta có một cái tương đối quen thuộc, đó là chúng ta đưa text vào trong chúng ta đưa text vào trong đường dẫn này. Chúng ta sẽ làm việc như sau. Để đưa text vào trong đường dẫn thì các bạn cần phải có một đường path trước đã. Đó. Một đường path có thể là hở, có thể là kín, tùy các bạn. Sau khi mà các bạn có đường path rồi thì các bạn mới đưa text vào. Với đường path hở thì các bạn có thể thao tác luôn như sau cho tôi. Chọn công cụ text, sau đó thì các bạn đặt nó vào trong đường path này là xong. Đấy. Đây.
Đây là cái dạng bình thường này. Còn bắt đầu chạm vào đường path thầy nó thay đổi như thế này thì là các bạn nhấp và các bạn đấy, như vậy là tôi đã đưa được chữ vào trong path và lúc này thì nó sẽ uốn lượn theo cái đường path theo đường dẫn. Vào path rồi thì có điều chỉnh được không? Vẫn điều chỉnh được. Đây, các bạn vẫn có thể là nhìn kỹ đây này. Ở đầu của cái chữ thì khi mà các bạn chọn vào đây thì các bạn vẫn thấy là có một vài cái điểm điều khiển. Các bạn bấm vào điểm điều khiển này, các bạn kéo nhá. Thì các bạn có thể là đưa nó đây này. Nhìn 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 biểu tượng này. Đấy. Các bạn có thể dồn, các bạn đưa cho nó trượt lên trước hay là về sau. À, nếu mà chúng ta thích nữa thì chúng ta có thể là đây ở giữa nhá, nó có mấy điểm này, điểm đầu này nhá, các bạn để ý kỹ, điểm đầu là kéo lên kéo xuống, đấy là một dạng. Điểm ở giữa này là kéo để lật chiều cho tách. Đấy, thì các bạn có thể là đảo đảo ngược chiều cái tách đó. Và các bạn còn có một cái menu chuyên để xử lý những cái vấn đề mà tách nằm ở trên đường dẫn đó. Đó là vào menu type, vào type on a path. Đấy thì các bạn có một số các cái tùy chọn như thế này. Rainbow này, skew này, body ripple này, style and step này, gravity. Hoặc các bạn có thể chọn vào trong cái lệnh tổng đó là type on a path option. Khi các bạn vào đây thì nó sẽ mở ra cho chúng ta một cái hộp thoại bao gồm mấy cái trường như sau. Effect này, mặc định nó để cho các bạn ở chế độ Rainbow là cái mà chúng ta đang nhìn thấy đây. Nhưng nếu các bạn sổ danh sách ra, các bạn chọn Skill này, bật Preview lên, thì các bạn sẽ thấy là mỗi một lần chúng ta chọn một cái chế độ khác nhau thì nó sẽ sắp xếp theo một cách khác nhau trên đường dẫn. Đấy, ví dụ Gravity này xòe ra những cái quạt thế này đó. Style step này cao cao thấp thấp, nó hơi giống như là bước trên từng bậc thang này. 3D ribbon này, skew này, rainbow, đây là kiểu cơ bản. Nếu các bạn thích thì ấn vào đây flip, nó sẽ lật cho các bạn. Đấy. Thế còn align to path thì nó cho các bạn một số các tùy chọn. Baseline thì là cái chữ nó sẽ nằm đúng trên cái đường dẫn, đúng không? Center này thì nó nằm ở giữa đường dẫn này. Descender này thì nó nhấc lên cao này. Đó, ascender này thì nó sẽ nằm bên dưới. Thì đấy là vài cái vị trí tương đối mà chữ có thể là điều chỉnh so với lại đường dẫn. Còn bình thường thì nó sẽ là baseline, tức là nó nằm ngay trên chính cái đường dẫn đó. Về phần spacing thì các bạn sẽ có thể là điều chỉnh nó giống như một cái chữ bình thường, có nghĩa là giãn rộng khoảng cách ra hay là thu hẹp khoảng cách giữa các cái ký tự lại. Bình thường thì nó để auto. Đấy. Không co không duỗi. Thế và sau khi mà các bạn điều chỉnh xong thì các bạn có thể nhấp OK để xác nhận cái thao tác làm việc với cái tách này. Tuy nhiên đây là tách hở nhé. À đã, xin lỗi, đây là path hở. Thế còn nếu mà các bạn làm việc với một cái path không hở thì như thế nào? Đây, tôi làm việc với path không hở. Ví dụ tôi đưa nó vào trong một cái hình tròn như thế này chẳng hạn. Đây, đây có phải là path không? Cũng là path. Nhưng path trường hợp này của chúng ta là path path kín. Và các bạn để ý này, tôi đặt đây là trạng thái bình thường này. Tôi hạ xuống đây thì các bạn thấy là nó không xuất hiện ra cái trường hợp là nó bám vào đường dẫn nữa, mà nó lại xuất hiện hình tròn bao như thế này. Và hình tròn bao này thì là cái biểu tượng để mà biến cái hình này thành ra cái hộp chứa tách, chứ không phải là gán tách vào đường dẫn. Do đó nếu như các bạn gặp phải cái trường hợp mà các bạn muốn gán cái tách vào một đường dẫn nhưng mà là đường dẫn khép kín như thế này thì các bạn lại phải chuyển công cụ cho tôi. Nó có những công cụ riêng để cho chúng ta giải quyết việc này, đó là chọn cái công cụ Type on a Path Tool. Trường hợp như thế này thì các bạn mới gán được cái tách chặn xung quanh cái đường dẫn này.
Đấy. Và iLoop thì nó chỉ chấp nhận một trong hai option thôi, hoặc là bạn gán text vào trong đường chu vi coi như là đường dẫn, hoặc là bạn biến cái đường path kín đó trở thành cái hộp chứa. Nó chỉ chấp nhận một trong hai thôi. Cái này thì là Illustrator là hơi khác so với Corel. Corel thì vô tư chấp nhận tất cả, tức là bạn vừa có thể biến cái đường dẫn, đường chu vi đó thành ra đường dẫn, mà bạn vẫn có thể biến cái phần diện tích bên trong nó thành ra một cái hộp chứa được. Nhưng Illustrator thì nó rất là nguyên tắc, việc nào là việc đấy. Ông đã là đường dẫn rồi thì thôi ông không là hộp chứa, mà ông đã là hộp chứa rồi thì ông thôi không làm đường dẫn, chấp nhận một trong hai thôi. Thế còn bây giờ nếu như mà tôi muốn làm thành đây, chúng ta còn có mấy cái như thế này, nó có thêm cả cái nó có thêm cả cái trường hợp là chữ thẳng nữa, chữ thẳng đứng này. Bình thường thì chúng ta gõ là gì đây, chữ đi theo chiều ngang thế này đúng không, khi nào enter thì xuống dòng và chúng ta sẽ có dòng bên dưới. Tuy nhiên là Illustrator thì còn cung cấp cho chúng ta những cái chữ gõ theo chiều từ trên đi xuống. Đây, chúng ta chọn lại cái này. Đây. Chữ thẳng này. Vertical. Dài. Trường hợp này khi mà tôi gõ thì chữ nó đi từ trên xuống dưới, và nếu enter thì nó sẽ lại dịch từ hàng bên phải sang hàng bên trái. Đấy, đây là kiểu gõ chữ theo kiểu chữ Nhật hay là chữ Tàu cổ. Đấy, thì là nó sẽ đi theo cái nguyên tắc như thế, dọc từ trên xuống và từ phải sang trái. Và tất nhiên là những cái gán text vào đường dẫn hay là các thứ khác thì nó cũng có. Đây, cũng dành cho cái trường hợp như thế này. Đây, vertical tip on a path. Đấy, thì tôi lại có thể là dán vào đây. Các bạn nhìn cái chữ này rất khác đúng không? Nó không phải là nó nằm vuông góc với lại cái đường dẫn, mà nó xoay chiều, nó chạy theo cái đường dẫn như thế này luôn. Đây, để ý. Chúng ta so sánh hai loại luôn. Đây, đường dẫn nữa này, và tôi cho cái text bình thường, text chúng ta vẫn làm đây. Đấy, các bạn nhìn rõ hai cái loại chưa? Đây là text ngang khi bám vào đường dẫn, còn đây là text dọc khi bám vào đường dẫn. Đấy, nó có cái điểm khác biệt một chút. Thế và tôi có thể chuyển đổi nhanh, đấy, chuyển đổi qua lại giữa hai loại này. Đây các bạn để ý, tôi có thể chuyển qua chuyển lại giữa hai chiều của text này. Đây là ngang nhé, đúng không? Type vào này, chúng ta vào type orientation thì nó có hai tùy chọn cho các bạn là horizontal hoặc là vertical. Nếu như mà nó đang ở horizontal thì nó sẽ có cái dấu tích như thế này để báo là nó đang ở loại nào. Và nếu bạn muốn chuyển, các bạn chuyển sang cái loại thứ hai thì nó sẽ lại xoay chiều và nó lại bám vào đường dẫn theo một cách mới. Kể cả chữ không có bám vào đường dẫn, các bạn vẫn có quyền là thay đổi như thế. Đây. Đấy. Chuyển từ chữ dọc sang chữ ngang và chữ ngang sang chữ dọc. Đấy, chỉ bằng một thao tác đơn giản như thế thôi. Thế còn chữ thành ra cái hộp chữ thì sao? Đây, chúng ta sẽ có cái cách làm như sau. Các bạn vẽ ra một cái đối tượng khép kín nhé. Đấy, một đối tượng khép kín là đủ điều kiện để mà tạo thành ra hộp chứa. Và lúc này thì các bạn có hai cách. Một là sử dụng ngay chính cái công cụ gốc này, Type Tool này, và các bạn đặt vào trong, các bạn kích một cái thì lập tức nó sẽ biến đổi thành ra gì đây, hộp chứa. Thế còn trường hợp thứ hai là chúng ta sử dụng công cụ chuyên dụng của nó. Công cụ chuyên dụng là công cụ này. Đây, A Type Tool. Đấy, các bạn đưa vào đây, các bạn
bấm vào thì nó cũng sẽ biến đổi và nó sẽ trở thành cái hộp chứa tách. Và chúng ta có thêm mấy cái vấn đề cần lưu ý như sau. Đặc biệt là ở trong các phiên bản mới này, thì nó có thêm một cái công cụ, nó gọi là công cụ Touch Type Tool. Cái này là cái công cụ mà các cái phiên bản cũ là không có nhá. Thì cái này nó giúp chúng ta làm cái gì? Đây các bạn quan sát. Tạo ra một cái chữ đã nhá. Và bây giờ tôi thay vì là xử lý nó và làm việc với lại các cái công cụ cũ mà các phiên bản trước cũng có, thì tôi làm việc với lại công cụ cuối cùng này, hay là chúng ta gọi nó bằng cách nhấn Shift T. Đấy. Thì lúc này các bạn sẽ thấy rằng là tôi có thể chọn riêng một cái chữ nào đó ở trong cả cái khối này. Đấy, bạn nhìn đây này. Khi tôi chọn một cái chữ nào đó thì sẽ có một cái khung nó hiện lên, và bằng cách chọn như thế này thì tôi có thể là ví dụ như là tôi xoay này. Quan sát nhé. Đây này. Xoay nhá. Đấy. Tôi xoay cho cái chữ nó nghiêng ra này. Tôi có thể là kéo nó đi một vị trí khác này. Đấy. Tôi có thể là kéo ngang ra cho nó to ngang này. Đấy. Tôi có thể là thu nhỏ lại này. Có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có quyền là gì đây? Điều chỉnh tương đối riêng biệt một cái chữ nào đó. Sắp xếp. Tức là cái này nó hỗ trợ cho chúng ta theo cái cách là làm việc với text mà nó mang tính linh hoạt, để cho chúng ta có thể dồn, chúng ta có thể xoay, chúng ta có thể chỉnh một cái ký tự nào đó ở trong cả một khối text. Và cái này thì nó có làm cái dòng text này nó bị tách ra hay không? Thì không. Nó vẫn là một cái thể thống nhất. Đây, các bạn nhìn đây này. Đấy. Tôi chọn là tôi vẫn chọn tất cả. Mặc dù một cái ký tự ở trong này đã bị thay đổi, hai ký tự đã bị thay đổi, nhưng mà nó không bị tách ra khỏi cả cái khối văn bản, mà hoàn toàn chúng ta vẫn làm việc với nó theo cái cách như là một cái khối tích hoàn hảo. Đó. Nó sẽ giúp chúng ta trình bày những cái tiêu đề, nó sẽ giúp chúng ta làm những cái vấn đề mà liên quan đến typography, trình bày nó thiên về xử lý text. Thì là đây là một công cụ rất là mới nhé. Đấy, và bản CC nó mới có thôi, CS6 cũng chưa có cái này. Đấy, CS6 chưa có cái này, và các bạn sẽ thấy là mình làm việc trở nên linh hoạt hơn rất là nhiều với lại cái công cụ để mà tách bạch xử lý một vài cái ký tự nào đó ở trong một cái dòng text như thế này. Đây cũng là một cái sự học theo của Illustrator so với Corel, nhưng mà nó ở một mức độ nào đấy nó còn còn đẩy vấn đề xa xa hơn. Corel thì chúng ta có thể chọn riêng từng ký tự một ở trong đó, chúng ta nhấc lên nhấc xuống, chúng ta điều chỉnh các thứ, nhưng mà co kéo một cách mang tính trực tiếp như thế này thì Illustrator trong phiên bản này thì nó còn đẩy vấn đề đi xa hơn, nó làm cho cái sự điều chỉnh nó phong phú hơn so với Corel. Thế mà còn một vài cái vấn đề nhỏ nhỏ nữa tôi cũng muốn nói thêm, đó là thao tác mà làm việc đối với văn bản. Trước đây thì chúng ta chọn một số các cái lệnh như thế này. Này, chúng ta vào trong menu Window, tìm vào cái lệnh là type này. Đấy, ví dụ character thì tôi cũng muốn nói thêm một số các cái tùy chọn ở trong này thì nó cũng tương đối quen thuộc. Nếu như mà chúng ta đã làm ở trong Photoshop thì các bạn cũng sẽ thấy là nó cũng tương đối là giống nhau thôi. Đấy, nhưng mà ví dụ như là ở đây thì có mấy cái điều mà các bạn cần phải lưu ý này. Về cơ bản size giờ thì dễ rồi, đó, size giờ thì tôi có thể là tăng hay giảm như thế này. Rồi khoảng cách. Đấy, khoảng cách giữa các cái dòng trên dòng dưới. Đấy, leading thì các bạn cũng để ý là nguyên tắc thì nó sẽ giống nhau thôi. Đó là
cái nào mà nó có nằm ở trong đóng mở ngoặc như thế này, có nghĩa là nó tuân thủ theo cái leading mẫu đấy. Leading mẫu của cái phong đấy. Trừ phi các bạn muốn chọn một cái khác thì lúc đấy nó sẽ không còn cái đóng mở ngoặc này nữa, và nó sẽ làm cho cái khoảng cách giữa dòng trên và dòng dưới nó thu hẹp hoặc là mở rộng ra. Đây, chúng ta có thể là enter xuống dòng cái đoạn này đi, thì chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta để ở cái leading automatic như thế này thì nó sẽ tuân thủ theo cái leading mẫu, leading chuẩn. Còn nếu như mà tôi cho nó thay đổi đi thì nó sẽ hoặc là thu hẹp lại chồng với nhau hoặc là giãn rộng ra. Nhưng mà đặc biệt là có cái này, có cái set the kerning between two characters, thì cái này nó cũng sẽ giống, nó sẽ cũng sẽ đúng trong cả các trường hợp mà các bạn làm việc ở trong họ Adobe khác, là đôi khi tôi co duỗi ví dụ như thế này. Đây này, cái khoảng cách tracking này là cho tất cả đấy, ví dụ như là tôi muốn cho nó sát vào nhau thì tôi cho giá trị âm, nhưng giá trị âm thì nó sẽ đẩy lùi đều tất cả các ký tự vào. Nhưng trong một vài cái trường hợp thì có những cái phông mà nó rất là dị, và cái việc mà co duỗi như thế này nó cũng vẫn không 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 tốt đấy. Có những cái trường hợp ví dụ như là những cái chữ như là chữ A này, hay là những cái chữ mà rỗng lòng này đấy, thì cái tracking chung ấy nó vẫn không đảm bảo cái sự thuận mắt, chúng ta vẫn cảm thấy nó bị xa hơn nhau hay nó bị cảm giác gần hơn nhau. Thì trong những cái trường hợp như thế thì đôi khi là chúng ta sẽ cần phải đôi khi chúng ta sẽ cần phải kéo nó lại một cái đoạn nào đó gần hơn bình thường một tí. Ví dụ như khoảng cách giữa chữ E và chữ X này chẳng hạn, cái lòng chữ E này thì nó đã rỗng này, chữ X thì nó cũng loãng ở đây này. Ví dụ tôi muốn cho nó sát gần hơn một tí thì các bạn lưu ý nhé, chỉ đặt trỏ chuột vào trong nhé, chứ không bôi đen nhé. Đấy, và bây giờ tôi muốn cho nó gần vào hơn này. Đấy, thì tôi sẽ để cho nó giá trị âm, ví dụ âm 50 này. Quan sát trước và sau khi làm. Đấy, thì tôi lùi cái chữ X và chữ E vào gần nhau, nhưng khoảng cách giữa các ký tự khác là nó vẫn giữ nguyên theo theo mẫu, chỉ chỗ nào tôi đặt trỏ chuột thì nó mới lùi vào thôi. Thế còn đây, công cụ thì nó vẫn cho chúng ta để mà chúng ta có thể là xoay nghiêng một cái chữ nào đó. Nhưng trường hợp, những cái trường hợp như thế này thì có lẽ là nếu như mà chúng ta đã sử dụng cái phiên bản mới thì nên sử dụng cái tính năng này, nó sẽ nhanh hơn và nó trực quan hơn đấy, đúng không? Chọn và các bạn có thể xoay luôn như thế này thì nó sẽ rất là nhanh, rất là trực quan, thay vì việc là chúng ta bôi đen một chữ rồi chúng ta xoay góc ở đây. Thế và còn một cái nữa cũng vẫn phải nhắc các bạn, đó là cái việc xử lý những cái phông mà nó không hỗ trợ gõ tiếng Việt. Đấy, đây cũng là một cái mà chúng ta làm việc chúng ta sẽ rất hay gặp. Text thì đôi khi mọi người cứ nghĩ rằng là chỉ đặt vào để mà đọc thôi, nhưng mà thực ra một cái văn bản mà nó phù hợp thì nó sẽ làm cho cái thiết kế của chúng ta nó hợp lý lên rất là nhiều đấy. Ví dụ như là tôi thiết kế một cái gì đó mà cho baby chẳng hạn, mà tôi lại dùng một cái chữ mà nó rất là nghiêm túc, trông nó rất là già thì trông nó buồn cười lắm. Hay ngược lại, một cái văn bản mà nó diễn giải một cái nội dung, ví dụ như là một cái nghiên cứu khoa học chẳng hạn, tôi lại dùng một cái phông mà nó cứ nhô lên tụt xuống, hay là trông nó không nghiêm túc, thì lúc đấy trông nó cũng sẽ rất buồn cười. Việc chọn là một cái phông mà nó phù hợp, nó sẽ làm cho cái thiết kế của chúng ta nó tốt lên rất là nhiều. Tuy nhiên, những cái phông lạ, những phông đẹp, những cái phông mà không mình không 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 phải là phông phổ thông đấy, khi mà chúng ta chọn được rồi thì nó lại vấp phải một cái vấn đề là những cái phông đó nó không hỗ trợ gõ dấu cho tiếng Việt đấy. Hoặc là gõ dấu thì nó bị mất chữ, hoặc là nó tự động nó chuyển sang một cái phông khác mà cho phép gõ dấu. Đây, bây giờ chúng ta tìm thử một cái phông nhé. Tôi gõ thử một cái dòng chữ như thế này để cho các bạn hình dung luôn.
Ví dụ cộng hòa xã hội. Ok, bây giờ chúng ta có một cái phòng như thế này. Đây là phòng hỗ trợ gõ tiếng Việt. Mirai Pro là phòng hỗ trợ tiếng Việt. Tôi để ở chế độ các chế độ này. Ví dụ tôi chuyển các chế độ phòng khác nhau thì các bạn thấy là nó vẫn vẫn tương đối ổn. Nhưng ví dụ bây giờ tôi chuyển sang thử phòng Aria chẳng hạn. Đó, Aria, ok, quá quen thuộc rồi và nó cũng rất là tốt. Nhưng mà tất cả các trường hợp có vẻ đều được, trừ trường hợp khi mà tôi chuyển sang cái gì nhỉ? Đây này, trường hợp mà tôi chuyển sang Black, các bạn sẽ thấy có vấn đề này. Một số chữ vẫn được, nhưng một số chữ thì nó tự động nó chuyển sang cái phông khác để nó hiển thị, tại vì là Black nó không hỗ trợ hết các cái trường hợp như thế này. Đấy, hoặc là nếu mà tôi chuyển sang một cái phông khác nữa, đôi khi thì còn mệt hơn. Ví dụ như là tôi chuyển sang cái này. Đấy. Cộng này thì vẫn giữ được chữ cộng, nhưng mà cái phông thì đã chuyển sang một cái phông khác, vẫn hiển thị được, nhưng chữ hòa, chữ O huyền là mất toi, đúng không? Xã A ngã mất. Như thế thì phông thì tôi thích nhưng mà tôi lại không rõ được tiếng Việt, thì trong trường hợp này chúng ta làm như thế nào? Thì đây, các bạn lưu ý cho tôi, đó là các bạn đừng làm cái chữ mà có dấu nhá. Các bạn gõ cho tôi theo kiểu không dấu trước thì đã. Đây. Sau đó thì các bạn chuyển sang cho tôi thành cái phông mà các bạn muốn. Ví dụ như thế này. Và tiếp theo thì chúng ta làm như thế nào để mà chúng ta gán cái dấu vào cho cái phông mà không hỗ trợ tiếng Việt này, thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn chọn cái dòng chữ, sau đó thì cũng chọn cái công cụ muốn xử lý cái nào, thì các bạn đặt chuột và các bạn bôi đen cái chữ đó. Sau đó thì các bạn vào menu type và trong menu type các bạn tìm cho tôi cái lệnh là clip này nha. Bấm vào đây, bảng thoại clip này nó sẽ mở ra và trong này nó sẽ cung cấp cho các bạn một số những cái phông mà đã được thiết kế thêm, ví dụ như là có dấu kèm theo hoặc là các bạn sẽ ghép thêm những cái dấu rời. Nhưng mà lưu ý cho tôi một cái vấn đề như thế này là những cái trường hợp như thế có phải phông nào nó cũng hỗ trợ hết không, thì không phải phông nào nó cũng hỗ trợ hết tất cả những trường hợp này nhé. Đấy, và chúng ta cũng vẫn phải có cái sự lựa chọn một khi mà muốn nhưng mà không tìm ra được dấu thì hoặc là phải lấy ở cái bộ khác ghép sang hoặc là chúng ta phải lục làm sao tìm ra được. Trường hợp này thì có vẻ là nó không được nhiều lắm nhưng mà tôi cũng có thể làm được trong một vài cái. Ví dụ như là cộng thì đây, dấu ở đây tôi có này, dấu nặng là có này, dấu mũ chúng ta tìm thử xem có dấu mũ không. Đây, ví dụ tôi có thể xoay cái này ra. Trong trường hợp như thế thì các bạn nên làm như thế này cho tôi. Ví dụ như là tôi copy, tôi lấy một cái phông chữ, sau đó thì tôi gõ ra ngoài như thế này. Và khi gõ ra ngoài rồi, chẳng hạn như tôi lấy cái này chẳng hạn. Đó. Ví dụ lấy cái này. Và khi có cái này rồi thì tôi có thể là xoay. Đó. Tôi xoay để tôi lấy cái dấu mũ. Ví dụ như thế. Hoặc là các cái dấu khác, dấu nặng này, dấu câu hỏi mình có thể lấy. Nhưng mà nếu như mà cái phông này nó hỗ trợ không tốt lắm, tôi có thể tìm một dạng phông khác. Chẳng hạn như là bây giờ tôi không chơi cái phông cartoon này nữa, một cái phông nào đó mà nó cũng không hỗ trợ đi, ví dụ phông này, để chúng ta kiểm tra để xem nó có hỗ trợ tốt hay không. Đấy, không không hỗ trợ tốt. Thế thì những trường hợp như thế này thì chúng ta cũng vẫn phải chọn và chúng ta bôi đen thôi và tìm ở trong những cái hỗ trợ như thế này nó có phông hay không. Đấy. Chúng ta tức là đen là vừa nãy từ đến giờ hai cái phông thì chúng ta chọn nó đều là hỗ trợ không được đầy đủ lắm, hoặc là những cái phông này là cái phông mà vẫn chưa mua bản quyền. Đấy. Thì nó có thể là nó chưa hỗ trợ đầy đủ được cái số này rồi dấu trước các thứ kèm theo. Nhưng mà cũng có một số cái phông mặc dù là nó không hỗ trợ cái cách viết tiếng Việt bình thường, nhưng mà tôi nghĩ rằng đây, ví dụ trong trường hợp như thế này, để tôi và các bạn gõ thử xem nhé, xem nó có hỗ trợ được đủ không. Đấy, ô thì được nhưng mà dấu nặng một cái là mòn. Thế thì chúng ta sẽ giải quyết vấn đề là gì đây?
tôi có thể gõ như thế này, sau đó thì ví dụ hòa này thì tôi tìm xem có dấu O Huyền hay không. Đây này, ví dụ O Huyền đây đúng không, hòa xã này, xem có A Ngã không. Đây A Ngã này, xã đúng không, tôi bôi đen và tôi chọn những cái chữ mà nó đã ghép dấu sẵn. Đấy, những trường hợp mà không tìm được những cái mà ghép dấu thì tôi sẽ lấy dấu rời tôi ghép vào. Tuy nhiên các bạn hãy lưu ý cho tôi có hai vấn đề cần phải nhớ. Một là những cái trường hợp mà chúng ta dùng cái phông như thế này mà buộc phải ghép dấu thì chúng ta chỉ dùng trong trường hợp nó là tiêu đề thôi nhé. Tại vì tiêu đề thì thứ nhất là nó to, nó dễ xử lý. Thứ hai nữa là số chữ nó ít thôi, cho nên là có việc ghép dấu thì có phức tạp đến mấy thì nó cũng chỉ loay hoay một lúc là chúng ta làm xong. Chứ đừng có cầu kỳ đến cái mức độ gọi là lấy những cái phông mà không hỗ trợ gõ tiếng Việt để mà cuối cùng diễn giải những cái nội dung mà nhiều nhiều paragraph ở dưới, thế thì chắc là làm cả ngày chả xong. Đấy, cho nên là không được phép là sử dụng những phông lạ trong các cái trường hợp mà làm cái nội dung text nhiều ở dưới. Thế và thứ hai nữa là cái những cái phông như thế này thì không phải là trường hợp nào nó cũng có cái ký tự để mà thay thế hoặc bù đâu. Thì đừng có nghĩ rằng cái phương pháp này là phương pháp hoàn hảo 100%. Đấy, còn tùy thuộc vào phông của chúng ta nó có hỗ trợ được đến đâu. Thế và có một vấn đề, nếu như mà các bạn không có được những cái dấu, có những cái chữ mà nó đã ghép dấu sẵn vào như thế này, đây này các bạn nhìn cái chữ hòa này chẳng hạn, O Huyền này là nó đã dấu nó đi kèm, A Ngã này là dấu đi kèm. Nhưng nếu những trường hợp mà các bạn tìm ra những cái phông nào đó mà chỉ có cái dấu rời thôi các bạn ghép vào thì thường nó sẽ bị một cái tình trạng như thế này. Đấy là những cái dấu mà ghép ngoài bao giờ nó cũng tương đối to. Đấy, thì chẳng hạn như ở đây chúng ta đang để là 60 point chẳng hạn. Đấy, thì những cái dấu mà dấu rời bên ngoài nó vẫn để 60 point. Đây, tôi thử luôn cái trường hợp như thế này để cho các bạn xem. Đây, dán vào nha. Bôi đen mà tôi lấy cái dấu ngã như thế này. Đây, các bạn sẽ thấy ngay là đây là cái chữ Caviar Dream mà với size của nó là 60 point. Đây có phải Caviar Dream không? Có, đây cũng là 60 point nhưng cái dấu rời như thế này nó rất là to. Các bạn nhìn đây này, dấu gán vào trong chữ thì nó như này, nhưng mà nếu mà tôi lấy một cái dấu rời ra cũng vẫn 60 đây thì nó rất là to. Cho nên là nếu trường hợp mà các bạn đã buộc phải lấy dấu rời ở bên ngoài như này thì các bạn bao giờ cũng phải thu nó lại cho tôi. Đấy, thu nó lại cho tôi chứ đừng có để nguyên cái gốc như thế thì nó sẽ rất thô đấy nhá. Đấy là cái kinh nghiệm mà chúng ta sau sau khi mà ghép chúng ta làm nhiều rồi chúng ta sẽ thấy được. Thế thì đấy là mấy cái mà các bạn cần phải lưu ý khi mà làm việc với text. Đấy. Thế còn tìm ở trong cái trường hợp mà các bạn mà làm việc với lại text ấy thì các bạn cũng lưu ý cho tôi thêm một cái này. Đó là khi mà làm việc thì chúng ta gõ rất là nhiều phông, tìm rất nhiều phông, bởi vì là tìm được một cái phông cho phù hợp với lại cái thiết kế của chúng ta đó là cả một quá trình rất là vất vả để mà tìm được một cái họ phông nào đó mà nó phù hợp với cái bản thiết kế. Do đó thì chúng ta duyệt rất là nhiều. Thế và để sau đó mà các bạn muốn tìm lại một cái phông nào ấy thì các bạn tìm ở trên này cho tôi nhé. Cái phần resend phông nó sẽ giữ lại cho chúng ta một số 5-7 phông gì đấy mà chúng ta dùng gần nhất. Thì đây là cách nhanh nhất để mà chúng ta tìm lục lại cái phông nào đó mà chúng ta đã sử dụng trong cái quá trình mà làm việc. Chứ còn nếu mà sổ cái danh sách này ra mà lục tìm ở trong này thì là cực kỳ mất thời gian đấy. Đấy. Thì đấy là cái cách để mà các bạn có thể làm việc nhanh với lại cái text ở trong Illustrator. Và có thêm mấy cái như thế này nữa, ví dụ như là lưu ý cả đến cái cách dùng dùng tab nhé. Muốn gióng một cái nào đó mà nó cho nó khoảng cách cho nó đều ấy thì các bạn lưu ý cho tôi là có thể dùng tab nhé. Mỗi một lần tab như thế này thì nó sẽ
tạo ra cho chúng ta một cái khoảng lùi vào. Thế nhưng mà cái khoảng lùi vào này, nếu như mà bây giờ chúng ta để ý này, chẳng hạn đây là tên của một sản phẩm gì đó nhé, đấy đây cũng là tên một sản phẩm gì đó, đây là giá tiền chẳng hạn. Sắp xếp như thế này thì nó sẽ bị thò thụt đúng không? Nó tương đối là xấu xí. Thế và để muốn mà làm cho nó đẹp ấy, thì các bạn hãy bỏ hết cái khoảng đen này này, khoảng trống vào đây đấy, và các bạn nhấn tab cho tôi đấy. Thì lúc ấy các bạn có thể là dồn nó tương đối là thẳng hàng đấy. Thì bất kể cái khoảng cách là bao nhiêu, nhưng mà các bạn dùng tab đi thì nó sẽ tách ra một đầu là cái danh sách sản phẩm gì đó, và đầu kia là cái giá đấy. Thì chỗ này không cần biết là dài ngắn bao nhiêu nhá, bỏ hết tất cả cho tôi cái phần 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 khoảng trống đi đấy, bôi đen, nhấn bằng tab đẩy dần ra để cho nó giống hàng thẳng với nhau như thế này đấy. Thì cái cách mà các bạn làm việc khi mà các bạn giống một cái sản phẩm mà có giá cả hoặc là cái chiều dài nó khác nhau như thế này thì các bạn nên dùng cái cách như thế. Thế thì đấy là những vấn đề mà cần lưu ý với tech khi mà làm việc với Illustrator.